Vâng, em Minh Chiến Bình Định xin chào tất cả các bác. Thì sau đây tiếp tục em là que hai sản phẩm và test cho hai bác ở Hà Long Quảng Ninh và Diên Khánh Khánh Hòa. Thì cái lọc 8065 là 60 mấy cần gạt này là test gửi cho anh Long ở Diên Khánh Khánh Hòa. Và con đầu CD cao cấp 307 ESG là dòng nghi CD chuyên nghiệp nha. Dòng này nghi CD là cực kỳ đỉnh rồi. Gửi cho bác ở Hà Long Quảng Ninh. Con này đẹp chiếu thùng xốp nha, mạch vàng gold là những sản phẩm hàng bãi tuyển chọn rất là đẹp. Bề 307 ESG là một con CD nghe nhạc hay. Dưới tầm 40 triệu con này cũng khá là đẳng cấp. Hay hơn 25XS nha. Tại vì lúc trước con này đắt hơn 25XS từ khi chức năng giải mã phong trào giải mã DA, cái thành con 25XS nó đổi giá lên chứ thực sự chất âm thì nó thua con 307 ESG. 307 ESG thì dành cho các bác nào chuyên nghe CD thì sử dụng con này rất là đẹp, tuyệt vời. Thì giá em bán là cũng đã báo cho các bác trên kênh rồi, các bác nào cứ alo cho em sẽ có giá tốt cho các bác nha. Thì sau đây mời các bác nghe và thẩm âm. Chủ yếu là em test cái con lọc này gửi cho bác và test mét mũi hai con này cho trẻ bác thấy sẽ ổn định của nó. Và giờ em sẽ test mic nha. Này, bấm ra remote của con 307 ESG đây. Đây, bấm ra bấm vào. Vào. Lọc thì em tắt lọc luôn nha. Rồi, tắt lọc này. Con lọc này thì giá bên em bán là 7.800.000. Còn một con nha, rất là đẹp, đẹp xuất sắc. Con này lực đẩy rất là mạnh, tiếng dài cao rất là tơi nha. Và em sẽ test con mic luôn cho bác chủ xem. Đấy. Nét bài nha. Con đầu đĩa này thì thiếu tùng xốp thôi. Em chuyển qua bài 1 nha. Dòng Sony mắc nó rất là tốt vào chỗ đó. Đấy. Tám này. Đấy, bật lọc nha. Lọc lên tiếng rất là tơi luôn này. Đấy. Đã chép rất là mịn. Tắt lọc này. Tắt lọc thì tiếng rất là nhỏ và tối. Tại vì con lọc này rất là mạnh nha. Đẩy âm thanh rất là mạnh, nâng tiếng lên. Video này em chủ yếu là test hoạt động thôi nha. Để bắt mắt này, để chép này. Để chép mắt luôn nha. Đấy. Test luôn nha các bác, tăng giá cao luôn nha. Tắt lọc rồi. Mình sẽ đóng gói và gửi luôn cho bác trong ngày nay. Đấy, rất là êm. Tiếp tục em tắt mic tiếp. Fly nha. Nét. Rồi, em dừng video nha. Hẹn các bác ở video kế tiếp. Video này thì không có gì đặc sắc, chỉ là test hoạt động thôi.